với phân khúc giá chỉ tầm 2 triệu đồng, liệu có thể sở hữu được một chiếc nệm cao su chất lượng? Có đấy nhá, hoàn toàn có khả năng. Và đó chính là dòng sản phẩm nệm cao su nhân tạo của Tatana. Để nhất nệm.vn, tận tâm xây dựng chất lượng. Ok, và ngay từ tiêu đề thôi là Thùy Dung đã chia sẻ đến cho các anh chị là với mức giá chỉ tầm 2 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc nệm cao su nhân tạo đến từ thương hiệu Tatana rồi đúng không ạ? Các anh chị không nghe nhầm đâu. Ngoài việc là chất liệu cao su nhân tạo ra thì chúng ta còn có thêm những điều tuyệt vời hơn nữa. Ví dụ như là áo nệm đi ạ. Áo nệm này là bằng chất liệu vải 4D Spacer nhá. Mà đối với thương hiệu Tatana thì chắc có lẽ anh chị cũng đã quá quen thuộc với chất liệu Spacer này rồi đúng không ạ? 4D Spacer, tức là nó sẽ được liên kết với nhau bởi các sợi vải durable rất là êm ái, rất là mềm mại và cũng như tạo nên hàng ngàn lỗ thoáng khí để giúp thông thoáng cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Ngoài ra nữa này, gấp 3, cực kỳ tiện lợi. Thì với thiết kế như thế này có thể nói là cực kỳ phù hợp đối với những gia đình nào mà chúng ta có diện tích nó hơi tiết kiệm một xíu, có diện tích nó bị hơi khiêm tốn một tẹo đấy ạ. Đặc biệt là những gia đình nào mà chúng ta ở các khu vực thành phố thì chắc chắn là việc tối ưu hóa diện tích, tối ưu hóa không gian sống của mình là điều rất cần thiết đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi những gia đình nào mà kiểu giống như hay đón khách đấy, nếu như mà chúng ta không có một không gian riêng để đón khách thì bây giờ mua những chiếc nệm giống như thế này của Tatana, chúng ta đã có thể là gì? Ngay lập tức tạo nên được một chiếc giường ngủ xịn sò dành cho khách hàng của mình rồi đúng không ạ? Và bây giờ hãy cùng với Thùy Dung tìm hiểu xem là bên cạnh chất liệu là bằng cao su nhân tạo này, bên cạnh là áo nệm làm bằng chất liệu vải 4D Spacer thì đối với dòng sản phẩm này của Tatana sẽ còn có thêm những ưu điểm nào nữa nhé. Hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Vậy là vừa rồi anh nhân viên đến từ phía đệm nhất nệm đã hỗ trợ giúp Dung là tháo cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài ra. Và đây chính là chiếc nệm cao su nhân tạo của Tatana gấp 3 rất là tiện lợi. Và điều đầu tiên Dung thấy bỏ vào một phát là những cái căn phòng của mình nhìn trông nó sang chảnh, tranh xả hơn liền đúng không ạ? Bởi vì ở đây này các anh chị thấy không, cái lớp áo vải của chúng ta thì được sử dụng cái công nghệ áo vải tiên tiến, áo nệm tiên tiến mà Tatana đã sử dụng cho những dòng sản phẩm của mình. Đó chính là chất liệu vải 4D Spacer với những cái đường này, với những cái sợi vải durable liên kết với nhau. Và ở đây nhá, thì chúng ta thấy này, thay vì như dòng sản phẩm mà ở trong video trước đây để nhất nệm đã có chia sẻ với chúng ta, cái dòng sản phẩm Tatana mà nệm cao su thiên nhiên đấy thì nó là những cái đường vằn vện sóng đúng không ạ? Thì ở đây thì không có phải là họa tiết hoa văn là họa tiết sóng biển nữa, mà là theo cái kiểu hàng ngàn lỗ thông hơi đó. Và khi Dung ngồi lên ngay lúc này, thực sự mà nói cảm xúc ngay lúc này của Dung là rất là thú vị đấy. Bởi vì khi mà ban đầu nhìn vào thì Dung nghĩ rằng ở đây chắc có lẽ là chỉ là nệm bông ép thông thường thôi, và cái độ cứng của nó thì chắc là cũng sẽ xem như nhau, bởi vì thiết kế kiểu dáng nó cũng giống nhau mà. Nhưng mà không phải nha, ngồi lên nó vẫn có một cái độ êm nhất định của cao su nhân tạo. Và cao su nhân tạo ở đây chính là chất liệu polyurethane. Với chất liệu này á, đây là một cái chất liệu mà Dung thấy được sử dụng rất nhiều trong ngành hàng không. Nó nhẹ hơn rất nhiều so với nệm bông ép. Thay vì nệm bông ép, nếu như mà với một chiếc nệm có kích cỡ tầm 1,5m nhân cho 2m như thế này á, thì sẽ có độ nặng đâu đó khoảng cỡ 20 mấy ký, mười mấy cho đến 20 mấy ký là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây thì Dung thấy khối lượng nó nhẹ hơn rất là nhiều, nó nhẹ hơn cực kỳ nhiều. Bởi vì vừa nãy khi mà trong cái quá trình tháo mở ra cùng với anh nhân viên của đệm nhất nệm thì Dung thấy rằng là gì, nó nhẹ hơn, tức là nhẹ một cách bất ngờ luôn ấy. Kiểu giống như bây giờ Dung đang chuẩn bị lực để mà khiêng cái nệm của mình, nhưng mà cuối cùng thì thấy ôi, nệm nó nhẹ hơn mình tưởng. Đó, thì đấy là một điều mà Dung thấy là một cái ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng nệm gấp 3 nhưng mà với chất liệu là polyurethane, tức là cao su nhân tạo như thế này. Nó nhẹ nhàng hơn thì sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, kết hợp với thêm việc gấp 3 như thế này nữa sẽ giúp tối ưu hóa diện tích của mình. Ví dụ như là như thế này thì không biết là ở nhà anh chị như thế nào. Giả sử như là nhà chúng ta rộng đi, chúng ta mua nệm này chúng ta để lên trên giường luôn thì không có nói. Nhưng mà nếu như giả sử nhà ai mà kiểu giống như là chúng ta đang muốn tối ưu hóa diện tích thì buổi tối chúng ta lôi ra, còn ban ngày chúng ta gặp lại làm thành một cái ghế sofa vẫn được luôn nhá, vẫn được luôn. Bởi vì cái chất liệu vải này của chúng ta thì nó rất là bền, thế nên là cho dù là chúng ta có để ở dưới sàn nhà đi chăng nữa thì cũng không lo về vấn đề liệu nó có bị chảy xước hay là bị rách vải hay không. Câu trả lời là không. Ngoài ra nữa thì với chất liệu là cao su nhân tạo, thế nên là nó có được một cái độ mềm mại, êm ái nhất định.
không quá mềm cũng như là không quá cứng, không bị mềm quá giống như là những cái chất liệu nệm thông thường và cũng không bị cứng quá giống như là chiếu đâu ạ, mà nó sẽ là ở một cái mức độ trung hòa. Thành ra là đối với chất liệu này thì Dung thấy rằng là sẽ cực kỳ phù hợp với những ai mà kiểu giống như những cô chú lớn tuổi này và có các vấn đề liên quan đến xương khớp đấy, bởi vì cái độ nâng đỡ rất là đồng đều và cũng như cái độ mềm và cái độ cứng nó cũng được hòa trộn với nhau ở một cái mức độ nó cân bằng nhất, thành ra sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là thú vị. Bên cạnh đó thì từng đường may mũi chỉ rất là sắc nét, phải không ạ? Cái áo nệm của chúng ta này từng đường may mũi chỉ vô cùng sắc nét luôn. Mặc dù là được gấp làm ba như thế này nhưng mà mỗi áo nệm sẽ được là mỗi phần miếng, mà tức là sao nhỉ? Mỗi miếng gấp làm ba này á, tức là 1/3 của tấm nệm á, sẽ được trang bị thêm một miếng khóa kéo để giúp cho mình thuận tiện hơn trong việc là lôi áo nệm ra để làm vệ sinh. Nói chung là nếu như mà đánh giá thì Dung nghĩ rằng là phải đánh giá là 10 ý. Bởi vì sao? Đúng kiểu ngon bổ rẻ luôn đấy ạ. Phù hợp với những gia đình mà kiểu nhỏ lẻ hiện nay tại các thành phố lớn, và đặc biệt là những khu vực nào mà kiểu giống như là ở nhà trọ chẳng hạn, những bạn nào mà sinh viên ở nhà trọ đấy. Mà bên cạnh đó nữa là Dung thấy rằng là chất lượng thì cũng rất là xịn sò, thành ra là đúng là phải là 10 trên 10. Wow, phải công nhận là êm thật đấy anh chị ơi. Bởi vì thì Dung thấy á, với thiết kế gấp 3 như thế này vừa tiện lợi đúng không nào, mà bên cạnh đó nó còn có thêm một điều mà Dung thấy nó tiện lợi hơn, chính là nó giúp cho nâng đỡ cơ thể được đồng đều hơn. Và với việc nâng đỡ cơ thể được đồng đều hơn cho ba vùng như là vùng đầu này, vùng lưng này và vùng thân này, thì điều đó đồng nghĩa với việc là giúp cho máu của mình nó cũng được vận hành một cách tốt hơn. Thế nên là với cái cấu trúc vững chắc như thế này thì nói thật sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai đang có vấn đề liên quan đến cuộc sống đấy. Ở đây nhá, anh chị thấy không? Mỗi miếng nệm của chúng ta đều được trang bị một khóa kéo riêng biệt để giúp cho mình có thể dễ dàng tháo ra mang áo nệm đi vệ sinh đấy. Và đây, Dung sẽ mở thử cho các anh chị coi. Khóa kéo rất là vừa. Rồi, và mở ra. Đó, anh chị thấy không? Rất là nhẹ luôn đấy. Dung là con gái, Dung có một tay à, mà nâng lên hạ xuống này, cực kỳ thoải mái, cực kỳ nhẹ nhàng. Thế nên là nhiều khi có những gia đình mà kiểu giống như phụ nữ làm chủ đấy, đấy, kiểu độc lập tự do hạnh phúc đấy ạ, thì nhiều khi không cần đến sự hỗ trợ của các anh con trai đâu, chúng ta cũng có thể tự mình làm được đúng không ạ? Rồi, và ở bên trong này nhá, Dung khá là bất ngờ luôn đấy. Bởi vì bình thường ví dụ như là những dòng sản phẩm như là nệm cao su khác, thông thường khác của nhà Tatada thì chúng ta cũng có thể thấy là chỉ có một lớp áo nệm đúng không ạ? Còn nệm bông ép thì chắc chắn rồi, sẽ chỉ có một lớp áo nệm ở bên ngoài mà thôi. Nhưng mà ở đây này, mặc dù ở bên ngoài là chất liệu áo nệm là đã rất là tốt rồi, 4D spacer, nhưng mà ở bên trong còn được bọc thêm một lớp áo nệm khác nữa để giúp tăng tuổi thọ. Thế nên là đối với dòng sản phẩm này thì Dung thấy rằng là bảo hành thì được lên đến là 10 năm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta dùng kiểu giống như là không đụng chạm, không có gây hại gì tới nó, thì nhiều khi thời gian sử dụng 15-20 năm là chuyện rất là bình thường đấy ạ. Và đây nhá, anh chị thấy không? Đó, tuy là chất liệu cao su nhân tạo nhưng mà chúng ta cũng được bố trí với những lỗ thông hơi như thế này để giúp tăng cái sự điều hòa không khí, thông thoáng khí này trong cái quá trình mà mình làm thì cũng không lo sợ về vấn đề là liệu nó có bị nóng bức hay không. Và tuy là cái số lượng nó không có được nhiều giống như là nệm cao su thiên nhiên nhưng mà cũng đủ để giúp cho chúng ta không bị hỏng mí, lúc nào cũng cảm thấy thoáng mát và cảm thấy dễ chịu. Và đây chính là bộ quà tặng mà Dung đã nhận được khi mua chiếc nệm cao su nhân tạo của Tatana. Rất là xịn sò luôn đúng không các bạn? Ngoài việc là mức giá ưu đãi được lên tới là 30% thì còn có thêm là hai chiếc gối và một chiếc gối ôm, hai chiếc gối nằm và một chiếc gối ôm. Gối nằm này là kích thước 50x70 nhá. Phòng rất là to luôn đấy. Thì đây là chương trình ưu đãi khuyến mãi trong tháng này tại Đệ Nhất Nệm. Còn nó sẽ có một cái sự thay đổi nhất định theo từng thời gian. Thế nên là nếu như mà quý anh chị nào mà chúng ta đang muốn mua nệm để được nhận quà cũng như hưởng ưu đãi nhiều như vậy á, thì em mau chóng đến ngay với Đệ Nhất Nệm, liên hệ với chúng tôi liền tay để được hưởng những ưu đãi xịn sò này nhá. Chứ còn nếu như mà đợi đến tháng sau thì Dung không biết là còn có đủ được ưu đãi như thế này hay không. Thành ra là đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này nha. Và thêm một thông tin nữa mà Thùy Dung mới tìm hiểu được, đó chính là lõi nệm. Lõi nệm của Tatana là được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100%, thế nên là cực kỳ an toàn và cũng như là xịn sò chất lượng đấy chứ. Vậy thì với những điều tuyệt vời như trên mà Thùy Dung mới chia sẻ đến cho quý anh chị, mà mức giá thì lại chỉ từ dao động chỉ từ là bao nhiêu nhỉ?
hơn 2 triệu cho đến là tầm đâu đó khoảng cỡ hơn 6 triệu mà thôi. Và kích thước thì rất là đa dạng nhá, sẽ dao động tầm khoảng cỡ 1m cho đến là 1m8 x 2m. Và kích thước chiều dày á thì nó cũng khá là đa dạng luôn, từ 5 cho đến là 20cm. Thế nên là sẽ rất là thoải mái cho chúng ta, cũng như đa dạng sự lựa chọn cho mình, đúng không ạ? Và hiện tại giờ đây thì Dung thấy thì cũng đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi nữa đến từ phía Đệ Nhất Nệm. Thế nên là các anh chị ơi, đừng bỏ qua cơ hội đặc biệt này, sở hữu cho mình một chiếc nệm cao su nhân tạo của Tatana với mức giá ưu đãi lên đến 30%, kèm theo hàng ngàn quà tặng hấp dẫn nhá. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì Thúy Dung lại một lần nữa tiếp tục chia sẻ cũng như là giới thiệu đến cho các anh chị một dòng sản phẩm nệm khá là xịn sò, đúng không ạ? Thì sau phần review vừa rồi, các anh chị cảm thấy như thế nào về chiếc nệm cao su nhân tạo của Tatana? Hãy comment ở bên dưới cho Thúy Dung được biết nhá. Còn bây giờ thì nếu như thấy hay, hãy nhấn like, share và cũng như subscribe channel của Đệ Nhất Nệm nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.